Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Nguyễn Toner nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay thế phụ kiện của toner cắt tóc F98. Model này là của hãng ZZ và nó tặng kèm cho mình những cái phụ kiện dự phòng giống như là một cái lưỡi đơn này. À, nó có kèm sẵn cái lưỡi gà cho các bác luôn. À, sau này lưỡi của toner cùn mọi người chỉ cần thay cái lưỡi này là vào là được. Và nó có tặng thêm một cái công tắc sơ cua nữa. Và rất là nhiều phụ kiện ở trong cái hộp. Của sản phẩm mà khi mọi người mua ấy, thì nó sẽ có sẵn rất là nhiều cái phụ kiện như thế này. Còn giống viên pin này thì nó không có kèm ở trong máy, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm được ở trên thị trường. Nó là pin lithium 3,7V, dung lượng của nó là trong này ghi là 5800 nhưng mà thực tế không phải 5800 đâu. Thực tế thì cỡ tầm khoảng 2500-2600 thôi, viên pin kích thước như thế này ấy. Nhưng mà quan trọng là mình thay vào toner thì nó được, nó vừa với lại cái toner. Thì nếu mà các bác cần thay, đối với những cái toner bên liền máy như vậy thì các bác tìm cái thiết kế bên như thế này, nó có sẵn dây. Và con toner này thì mọi người mở ra thì có dây sẵn rồi, mọi người chỉ cần đấu hai sợi dây vào là được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho mọi người, để một số bác thì biết rồi, tuy nhiên một số anh em mới hoặc là mọi người mà sử dụng trong gia đình đấy thì mọi người còn ngần ngại sợ tháo ra nó bị hỏng. Thì nếu mà đầu tiên là để thay lưỡi thì mọi người muốn thay thì phải tháo hai cái gốc vít phía sau này ra. Như mình tháo ra nhé để mọi người thấy, mọi người lấy cái lưỡi to này ra thì mọi người mới thay được cái lưỡi ở bên trong. Mình dùng thuốc nó vít cho nó nhanh nhé. Nếu mọi người không có thuốc nó vít thì mọi người dùng không có thuốc vít bằng điện ấy, thì mọi người dùng bằng tay cũng được. Rồi mọi người tháo hai con vít đó ra là lấy được cái lưỡi này ra. Lưỡi này thì mọi người để lại để sử dụng lại. Mọi người thay cái lưỡi bên trong này đó. Mọi người rút ra, rút nhẹ là nó ra rồi. Rồi mọi người thay cái lưỡi sơ cua vào thôi. Trong cái bộ F98 này thì kèm ở trên máy là cái lưỡi kép, còn cái lưỡi mà nó tặng cho mọi người để sơ cua là cái lưỡi đơn. Thì như vậy là mọi người đều có thể trải nghiệm được cả hai dòng lưỡi kép và lưỡi đơn trong cái bộ toner này luôn. Sau khi mà thay xong thì mọi người gắn lại như thế này, đơn giản thôi. Đó, gắn lại cho nó khớp. Rồi sau đó mình cho hai con vít lại như cũ là được. Mình dùng cái thuốc nó vít điện để cho nó nhanh nhé. Đầu tiên để mà gắn lại thì mọi người gắn hờ coi đã, chưa phải siết mạnh đâu, mà gắn hờ thôi. Để sau đó mình còn chỉnh cho nó ngay ngắn rồi thì mình mới cố định. Rồi sau khi mà gắn hờ xong thì mình sẽ dùng tay mình chỉnh cái lưỡi này cho nó song song hoặc gần bằng với lại cái lưỡi bên trong. Ở ngoài với lưỡi trong nó phải cân đối với nhau đó, cân đối với nhau như vậy thì mọi người sau đó mọi người sẽ giữ cái lưỡi ngoài và mọi người siết lại, siết con vít lại là xong. Rất là đơn giản phải không ạ? Rồi đó là cách thay lưỡi, thì mọi người có thể thay thế qua lại hai con lưỡi này. Mình bật lên này cho mọi người nghe, nó chạy rất là êm. Sau khi mà mọi người vặn để khớp rồi thì máy hoạt động êm, còn trường hợp mà mọi người gắn nó bị lệch ấy thì nó hơi kêu một tí. Đó là cách thay lưỡi. Còn bây giờ thay công tắc thì mọi người sẽ làm phức tạp hơn một chút, đó là mình phải tháo ba con vít ở trên cái nắp này ra. Để mà lấy cái nắp này ra thì mình mới thay được cái công tắc vì nó nằm ở phía bên trong. À, sau khi mà mình tháo cái này ra thì mình cũng đồng thời là sẽ chỉ cho mọi người cách mà thay viên pin thôi. Pin thì nó cũng đơn giản lắm, nó có sẵn cái dây rồi, mọi người chỉ cần cắt cái dây của toner bên trong mà mọi người đấu vào cái cục pin mọi người cần thay là được. Rồi sau khi mà mình đã mở cái nắp đó ra thì mọi người thấy này, trong này nó có một cái công tắc chỗ này, đây là một cái bảng mạch. Bảng mạch thì nó đè lên cái công tắc nên là nó sẽ khó, mọi người khó lấy nó lên được. Nên là mọi người phải tháo luôn cái bảng mạch này này. Chỗ này nó có hai con vít nhỏ này. Mọi người mở nó ra nhé. Rồi đây là cái công tắc. À, muốn thay thì mọi người chỉ cần tháo hai cái vít mà chỗ hai cái dây điện này ra thôi.
mình tháo ra cho mọi người xem luôn nhé. Tháo hai cái này ra. Ok nha. Rồi tháo ra xong thì mình rút cái công tắc đã hỏng hoặc là mọi người muốn thay thì mọi người rút nó ra. Rồi mọi người tháo cái công tắc này ra và mọi người cho cái công tắc cần thay vào thôi. Đây là cái công tắc cần thay này. Đấy, mọi người cho nó vào. Cho cái đầu mà để mình bỏ để dây điện lên trên, còn cái đầu lõm lên trên mình lồi xuống dưới. Rồi mình lại siết con vít lại để cố định hai cái đầu dây. Rất là dễ phải không ạ? Nhưng mà một số người thì chưa làm thì mọi người ngại mở ra sợ bị hỏng. Rồi ok mọi người đấu lại, đấu vào lại rồi thì nó đã nãy giờ mình vặn nhưng mà lại không để ý lại cho sợi dây ra ngoài nên là mạch nó chưa lên. Ok ok rồi. Còn cái thay pin thì nó cũng đơn giản, viên pin của nó ở trong này, mọi người cạy nó ra, cạy nhẹ nhàng thì nó sẽ ra được thôi. Đây là cái viên pin của tông đơ F98 thì nó đã đấu sẵn mạch và dây vào đây. Khi mọi người mà mua viên pin thay thế thì nó cũng có sẵn mạch và dây như thế này đó. Các bác chỉ cần cắt cái sợi dây đỏ này, nối vào sợi dây đỏ này, mọi người cắt bỏ cái dây rút này ra. Đây, dây đỏ nối vào dây đỏ, dây đen nối vào dây đen, sau đó lại cho vào vị trí cũ là xong thôi. Rất là đơn giản phải không ạ? Rồi mình là hướng dẫn qua như vậy thì chắc mọi người nhìn thì cũng sẽ hiểu được ngay thôi, rất là dễ. Cái này chỉ việc cắt và đấu dây thôi, không cần phải hàn mạch gì cả. Một số tông đơ khác ấy thì nó mới phải hàn, còn con này thì nó có sẵn dây cho mọi người rồi. Khi mọi người cần thay thế thì cũng dễ, chỉ cần cắt dây một tí đấu vào là xong. Còn những cái phụ kiện thì nó cũng dễ thay rồi. Khi lắp vào lại mọi người chú ý là cho cái chuôi, cái chân sạc phía sau ấy nó nằm khớp cái gờ, để mà khi mà mình cắm cái dây sạc vào mình sạc thì nó không bị lỏng lẻo. Rồi cho vào cho nó có cái khớp rãnh của nó hết á. Rồi nó phải cố định như thế này. Sau đó mình cho cái bảng mạch về lại vị trí cũ và mình siết nó lại. Rồi. Rồi đây là cái công đoạn lắp lại thì nó cũng đơn giản thôi. Mọi người cho vào con vít vào và mọi người vặn về vị trí cũ. Rồi ok ạ. Mình bật thử lại một lần ở máy để test lại. Máy là chạy ok rồi thì mình đóng cái nắp bên ngoài này vào là xong. Đó, cũng rất là đơn giản chứ cũng không có gì phức tạp quá. Chỗ này là cái ok, nó đã khớp rồi thì mọi người vặn nó lại.
Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách để mà mọi người thay thế phụ kiện của Tông Đơ F98. Trong này thì nó có tặng kèm công tắc lưỡi cho mọi người thay thế. Còn pin mọi người muốn thay thì mọi người mua ở bên ngoài. Pin này cũng rất là dễ tìm. Mọi người search pin 3,7V hoặc là pin 1865 ấy, là mọi người mua pin sạc đi thì ôm cho nó bền. Thì công suất thì khoảng tầm 2.000, 2.500 là được. Còn nếu bác nào tìm không có thì cứ liên hệ đến shop của Nam, thì có sẵn bên này cho mọi người, nó cũng không đắt đâu. Và hy vọng với những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình thì mọi người sẽ dễ dàng và thực hiện được, mọi người thành công.